Đức Thầy luôn nhắc nhở chúng sanh, nếu ai cô chỉ làm lành trì tâm lục tự giáng sanh chắc là cõi cực lạc chẳng già chẳng bình chẳng tử sanh lo tính ơi phiền. Nếu ai niệm Phật nghi tin chiên làm chung nghi Phật nghi hiền nghi rước liền đấng ơi cõi cực lạc đời đời vui vẻ. Muốn vật chi tức như sẽ hiện ra, món ăn như thức mặc như cùng là tùy theo ý muốn hiện ra đủ đầy. Cõi cực lạc có cây thất bảo, có lưỡi rào bãi lớp lan can, gió đưa tiếng pháp ngân gian, người nghe thơ thới lòng càng tiếng nghe tình. Cõi cực lạc chẳng sinh người nữ, bình đẳng tâm đôi sở ôn hoàng. Nếu ai trì niệm Di Đà thức thần về đến ngữ tòa kim cương, cõi cực lạc không lường số tôi, dần trường tồn như Đức Phật đàn. Xác thân bằng chất liên quan, ba hai tướng hào thật là đẹp xinh. Ai muốn được giảng sanh về đó thì đức tin phải có đủ đầy. Nhất tâm phát nguyện quy tây làm lành niệm Phật nghe Phật thầy rước nghe đi. Cõi cực lạc liên trì đua nở, chờ những ai biết trở gót hài. Di Đà luôn niệm đừng phai, làm chung ác đặng công dày quả ca. Thần thức được gá vào sen đây.